Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with Hybrid Power has an incredible 648 mile driving range Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714 Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình bản tin tổng hợp chiều. Và sau đây Thâm Mai và Lê Thái xin trở lại phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý sau đây. Nga và Ukraine đàm phán Nhiều quốc gia viện trợ cho Ukraine cuộc chiến Ukraine sang ngày thứ sáu. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời quý vị theo dõi cùng sứ nguyên viên thăm Mai. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, tin quốc tế cũng cho biết, phái đoàn Nga và Ukraine vừa kết thúc cuộc đàm phán đầu tiên ở Belarus trong nỗ lực ngừng bắn và tìm kiếm con đường ngoại giao kế tiếp. Quốc hội đàm, của hội đàm giữa phái đoàn Nga và Ukraine tại Belarus ngày hôm nay kết thúc sau hơn 5 giờ đồng hồ. Ông Mihaiko Budolayak, Trưởng phái đoàn của Ukraine cũng cho biết, hai bên đã thảo luận về thời điểm sớm gặp nhau để hội đàm lần thứ hai. Trước cuộc gặp, thì một nhà đàm phán Nga cũng cho rằng Nga muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine để mà chấm dứt xung đột khi mà cuộc giao tranh đã bước sang ngày thứ năm. Phụ tá Tổng thống Putin ông Vladimir Medinsky, người đã đến Belarus để mà tham dự cuộc đàm phán cũng cho biết, Nga quan tâm tới chuyển đạt được một số thỏa thuận càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky của Ukraine cũng cho biết, ông hoài nghi về khả năng đạt được đột phá, sau đó ra tuyên bố hướng tới quân đội Nga, kêu gọi họ từ bỏ trang thiết bị và rời chiến trường, đồng thời cho biết hơn là 4.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng. Ông cũng kêu gọi EU trao cho Ukraine tư cách thành viên ngay lập tức, thông qua thủ tục đặc biệt. Trong ngày thứ năm của cuộc xung đột, thì lực lượng Nga đã chuyển sang dùng chiến thuật bao vây, bắt đầu áp dụng với thành phố Chernihiv phía đông bắc của thủ đô Kiev. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cũng cho biết lực lượng nga tiếp tục đã pháo gần như là từ mọi hướng, mô tả đây là khoảng thời gian khó khăn. Cơ quan này cũng cho biết các binh sĩ Ukraine tại căn cứ Không quân Valensky, Nam thủ đô của Kiev, đang đối mặt với các đợt pháo kích và tiến công của lực lượng của nước nga. Nhiều quốc gia viện trợ cho Ukraine. Kính thưa quý vị, trong vài ngày vừa qua thì hàng loạt nước phương Tây đã nhanh chóng viện trợ cho Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu thông báo liên minh châu âu quyết định cung cấp tài chính phục vụ cho hoạt động mua và chuyển giao vũ khí cho ukraine đan mạch thụy điển cũng tuyên bố chuyển hàng nghìn vũ khí chống tăng cùng thiết bị quân sự cho ukraine liên hiệp châu âu đang tăng cường các biện pháp đáp trả việc nga xâm lược ukraine hàng loạt quyết định mạnh mẽ đã được châu âu đưa ra vào cuối tuần vừa qua một mặt để trừng phạt nga mặt khác là để hậu thuẫn kiev chống nga và cứu trợ cho dân ukraine ngoài việc cô lập nga về tài chính loạt một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống kết nối của SWIFT. Lần đầu tiên thì Russell mua và cung cấp vũ khí sát thương giúp cho Ukraine đối phó với quân đội của Nga. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu tuyên bố các nước châu Âu đã phản ứng theo cách khiến nhiều người bất ngờ. Trước tiên là nước Nga, chiến tranh đang quay trở lại biên giới của châu Âu. Vì thế, đây là lý do tại sao chúng ta đang ở vào một thời khắc mang tính lịch sử trong lịch sử ở châu Âu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, liên hiệp châu Âu sẽ tài trợ mua và cung cấp vũ khí sát thương với số tiền lên tới 450 triệu euro cho Ukraine. Ngoài ra, chủ tịch Ủy ban châu Âu thông báo châu Âu đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay của Nga và để chống lại việc truyền bá thông tin sai lệch, các phương tiện truyền thông của Russia Today và Sputnik bị cấm tại tất cả các nước thành viên của Liên Âu và cuối cùng Liên hiệp châu Âu sẽ viện trợ nhân đạo cho Ukraine và hỗ trợ các quốc gia đang tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn Ukraine. Và cuộc chiến Ukraine sang ngày thứ Sáu Chiến sự tại Ukraine đã bước vào ngày thứ Năm và chuẩn bị sang ngày thứ Sáu, dù bị lực lượng Nga liên tục tấn công từ nhiều ngày qua. Thủ đô Kiev và thành phố lớn thứ hai là Kharkov vẫn đứng vững. Theo quân đội Ukraine, trong đêm ngày hôm qua, lực lượng Nga đã nhiều lần tấn công nhằm chiếm lĩnh một số vị trí ở vùng ngoại ô Kiev, nhưng đều đã bị đẩy lùi và tình hình thủ đô Ukraine vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền. Theo một cố vấn của Tổng thống Ukraine vào tối ngày hôm qua, Nga đã bắn ba hỏa tiễn vào Kiev, trong đó thì có một chiếc đã bị phòng không Ukraine phá hủy. Còn tại thành phố Kharkov ở miền đông bắc của Ukraine, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy vào tối ngày hôm qua nhưng mà quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát thành phố sau khi nơi này bị lực lượng thiết giáp Nga đánh chiếm tối thứ Bảy qua. Trong bối cảnh khi Kiev đang bị lực lượng Nga công hãm, hàng ngàn người cư dân thủ đô đã cố tân cư nơi khác để mà lánh nạn bằng xe hơi hoặc là tàu hỏa. Bên cạnh đó, cũng có hàng trăm người từ các thành phố khác đã về thủ đô để mà đầu quân chống lại kẻ thù. Trong hai ngày qua, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyển mộ được gần là 100.000 tân binh tình nguyện, gia nhập quân đội hay là lực lượng phòng thủ lãnh thổ. Kể từ cuối tuần, cả nước Ukraine đã bước vào một thực tế mới với một thành phố 4 triệu dân, nơi mà mọi người đều phải qua đêm trong hầm trú ẩn hoặc là trong tầng hầm của đường tàu xe điện. Theo Ủy ban của châu Âu, sau 5 ngày chiến tranh, 7 triệu người Ukraine đã phải tản cư. Trong số này hơn 500.000 người đã chạy sang biên giới tị nạn. Nga đang rơi vào suy thoái trước lệnh cấm vận của thế giới sau khi tất cả các nước phương Tây và Nhật, Đài Loan, Singapore, Hoa Kỳ phát động các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga. Đồng tiền của Nga ngày hôm nay tại thị trường chứng khoán Nga đã mất giá gần 30% so với đồng đô la Mỹ, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Ngân hàng Trung ương châu Âu viết tắt là BCE ngày hôm nay thông báo nhiều chi nhánh của ngân hàng Nga Sberbank tại châu Âu đã phá sản hoặc có nguy cơ bị phá sản. Trước lệnh cấm vận và không có tiền dự trữ, Ngân hàng Trung ương Nga đang nỗ lực làm giảm thiểu hậu quả của các lệnh trừng phạt, đã phải nâng mạnh mức lãi suất từ 9.5% lên thành 20% và yêu cầu các doanh nghiệp bán 80% lượng dự trữ hoặc ngoại hối thuộc quý vị. Các biện pháp trừng phạt của quốc tế có thể dẫn đến hậu quả tàn phá nền kinh tế của Nga và khiến các ngân hàng, doanh nghiệp Nga không thể mượn được tiền từ hệ thống tài chính quốc tế khách hàng của các ngân hàng Nga bị quốc tế nhắm tới cũng không thể sử dụng thẻ ngân hàng ngoài lãnh thổ của Nga. Các thẻ ngân hàng này cũng không thể hoạt động với các ứng dụng thanh toán điện tử như là Google Pay hoặc là Apple Pay. Ngân hàng Nga Sberbank, thưa quý vị, một trong những ngân hàng lớn nhất của Nga và phần lớn là do chính phủ của Nga quản lý, đã bị đóng băng tài khoản ở châu Âu và Hoa Kỳ và đang có nguy cơ phá sản vì không có tiền trả hoặc thanh toán giao dịch trong vài ngày qua thì nhiều người Nga đã đổ tới các ngân hàng rút tiền vì lo ngại loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc thanh toán và thiếu tiền mặt chi tiêu. Trước đó ngân hàng Trung ương Nga cam kết sẽ có tiếp tục mua vàng trên thị trường trong nước và giảm bớt hạn chế đối với vị thế ngoại tệ mở cửa của các ngân hàng. Họ cũng mở rộng số lượng chứng khoán có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp vay vốn và ra lệnh cho các công ty chứng khoán từ chối chào giá của khách hàng nước ngoài để bán chứng khoán Nga và thưa quý vị, Đức cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Trong một quyết định được đi với hẳn với chính sách của Tổng thống, thì Đức vào ngày hôm qua đã bật đèn xanh cho việc cung cấp hỏa tiễn chống tăng và phòng không cho Ukraine. Và Pháp cũng đã loan báo quyết định giao các thiết bị phòng thủ bổ sung cho chính quyền Ukraine. Và các tuyên bố của Đức và Pháp đưa ra sau khi mà Tổng thống Mỹ cung cấp 350 triệu Mỹ kim viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine. Trong một thông báo, chính phủ Đức cũng cho biết sẽ chuyển giao cho Ukraine 1.000 hỏa tiễn chống tăng và 500 hỏa tiễn phòng không loại Stinger, cùng với 9 dàn đại pháo di động để mà giúp Ukraine đối mặt với sự xâm lược của quân đội Nga. Chính phủ của Thủ tướng Sô cũng tuyên bố là chuyển giao cho Ukraine 14 xe tăng cũng như là 10.000 tấn nhiên liệu. Chính phủ Đức đã gần đây đã bị chính quyền Kiev chỉ trích nặng nề, trong và vì đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chính phủ Đức cũng luôn miệng cũng cho rằng là chính sách hạn chế mà họ đã tuân theo kể từ thời hậu chiến cấm xuất cản thiết bị sát thương tới các thủ đô có xung đột. Tuy nhiên, thì sau khi mà nhìn thấy Tổng thống Putin không quan tâm tới yêu cầu của Đức dừng xâm lăng Ukraine, chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm đó. Trong thời gian qua, Ukraine đã đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí chống tăng HVN và tên lửa Stinger để mà bắn hạ máy bay. Hoa Kỳ đã trích vũ khí cho của mình để mà cung cấp cho Ukraine vào mùa thu năm 2021 và sau đó một lần nữa vào tháng 12 trong năm qua, Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 1 tỷ đô la cho Ukraine. Và cũng thông tin về Ukraine thưa quý vị, ngày hôm nay chủ tịch Ủy ban châu Âu ra tuyên bố châu Âu muốn kết nạp Ukraine làm thành viên trong thời điểm thích hợp, giữa lúc nước này đang giao tranh với Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng... và châu Âu đóng cửa không phận với Nga. Các nước châu Âu và Canada đã tiến tới đóng cửa không phận của họ đối với máy bay Nga, một bước đi chưa từng có nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Putin chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine. Công ty Aeroflot cũng cho biết sẽ hủy tất cả các chuyến bay tới các ghi trường châu Âu, sau khi mà trưởng ban chính sách đối ngoại Joseph Borrell cũng lên tiếng, Liên minh châu Âu đã quyết định đóng cửa không phận châu Âu đối với hàng không của Nga. Hoa Kỳ xem xét hành động tương tự, nhưng mà vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chính phủ Hoa Kỳ ngày hôm nay yêu cầu công nhân Mỹ nên cân nhắc rời Nga ngay lập tức bằng các chuyến bay thương mại, với lý do là ngày càng có nhiều hãng hàng không hủy chuyến khi mà các nước đóng cửa không phận của họ đối với Nga. Lệnh cấm đối với máy bay của Nga được đưa ra trong bối cảnh ngàn hàng, ngành hàng không vẫn đang chật vật hồi phục từ đại dịch Covid-19, thưa quý vị. Đức, Tây Ban Nha và Pháp cùng với Anh, các nước Bắc Âu và Baltic cũng tuyên bố cấm Nga sử dụng không phận của họ một bước leo thang lớn trong chiến thuật của hầu hết các đồng minh NATO nhằm mở cuộc chiến kinh tế chống lại ông Putin về cuộc xâm lược Ukraine. Nga trong đợi sẽ trả đũa thêm nữa đối với các cuộc phong tỏa đường không và các biện pháp trừng phạt khác. Moscow đã phản ứng các lệnh cấm không phận của châu Âu, trước đó là bằng cách là sắc lệnh của Nga cấm các hãng hàng không từ Anh, Bulgaria và Ba Lan. Và đây là phần tin cuối trong phần tin quốc tế thưa quý vị. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ họp về vấn đề của Ukraine. Việc Nga xâm lược Ukraine sẽ được tranh luận sôi nổi trong phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kéo dài 5 tuần, bắt đầu vào ngày hôm nay. Các nguyên thủ quốc gia và các chức sắc khác đại diện cho hơn 140 quốc gia sẽ phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong 3 ngày tới. Cuộc họp cấp cao này sẽ bắt đầu bằng việc xem xét yêu cầu từ Ukraine nhằm tổ chức một cuộc tranh luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền ở Ukraine xuất phát từ sự xâm lược của Nga Chủ tịch Hội đồng Đại sứ Argentina Federico Villarichet nói với các nhà báo ở Geneva rằng một cuộc tranh luận khẩn cấp có thể diễn ra sau khi cơ quan gồm 47 thành viên quyết định làm như vậy. Trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Giám đốc điều hành tổ chức Human Rights Watch Kenneth Roth cho biết ông hy vọng hội đồng này sẽ giải quyết ngay vấn đề nếu chiến tranh nổ ra. Lưu ý rằng hội đồng có đủ năng lực để giúp ngăn chặn tội ác chiến tranh. Ông Rod nói về vấn đề Ukraine, nhiệm vụ của hội đồng chỉ nhằm mục tiêu cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến. Nhưng nếu chiến tranh nổ ra, hội đồng thực sự là địa điểm hàng đầu để giải quyết hệ quả chiến tranh và nếu có tội ác chiến tranh quy mô lớn thì vai trò của hội đồng là chỉ ra những tội ác chiến tranh với mục đích ngăn chặn chúng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới, Thăm Mai và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài.